sao gỡ ra nữa anh? Con đó xích vừa thôi nha. À, lúc này là mình đang hướng dẫn cho ông anh mình sửa lại con heo dầu của Giang Ma. Cái này là chắc là NS 75, tại vì NS 75 nó mới có mặt dựng đó. Còn nếu mà anh không biết là cái chỗ cái là lượt nhớt nó tròn á là nó từ 80 trở lại nha, tới 90 là cái lượt vuông. Con heo anh không bơm là do nó dính tì, và mình hướng dẫn anh từ đầu tới cuối, có nghĩa là mình chỉ dặn cái tông với xi lên bơm thôi. Còn công việc lắp ráp là hoàn toàn là của ảnh, đúng không Sơn? À, có hai dòng Sơn làm chứng nha. Anh em này thì ở trên An Giang xuống chơi à, nãy giờ tay chân mình là sạch bon nha, chứ nếu nãy sửa giờ sửa là tay đen hơn anh ông anh ở dưới này nữa. Khoan anh gắn co luôn hả? Họ lỡ gắn rồi quay luôn đi, đúng ra là phải nghe bơm rồi đàng hoàng mới quay. Đó, còn sao mà thành công dữ ta? Dễ mà. Rồi gác cho luôn đi. Ừ, bơm liền. À, tại cái... Vậy là bơm rồi đó. Anh không trả số luôn hả? Cái cần số sao mà buộc lên trước là nó tuột hết vậy? Thà người ta mà chửi chó ha. Thấy không? Thấy làm thợ đâu sung sướng, làm được thì khen nha, mà không được là bị chửi đó. Nó nói cái chân số mình á, nó nói số là chạy nó không trả, chạy ra lớn cho nó nhảy cái cọc lại bông no. Dạ. Cái số này anh để dưới nước anh vô có gà gà không? Dễ xuống nước vô được không? Vô được, mà chạy thì nó nhảy lại. À, thì cái đó là hồi nào hộp số ngàm của anh nó bị tuột ngàm anh. À, vô đầu dưới luôn, cái con nó vô đầu dưới luôn. À, rồi mới xíu. Nó bị tuột ngàm rồi, anh phải cả cái hộp số ra. Anh đắp, anh cắt ngàm lại thì nó vô là nó biết vô không à. À, cái này khi mà gắn co dầu không được là cái hệ lụy của gắn một đầu và bẻ vô. Phải không? Hồi nãy anh một đầu anh bẻ đầu kia vô phải không? Rồi, chắc luôn. Cái này là kinh nghiệm đầy mình mà. À, chắc này hai chồng Sơn mới thấy là cái nghề mà đi cào là nó vất vả như thế nào ha. Kiếm được tiền. Ừ ha, thấy cái lưng ổng không? Cái ổng toàn là nhất không đó. Thảo sửa là chuyện bình thường anh. Chứ tự sửa mai mốt ta sửa luôn, ta khỏi ghé thợ. Đó anh dặn hai cán lượt. Đi cào mấy năm rồi chị? Mấy năm rồi? Là nhiều năm nhưng mà không có làm liên tục ha. Nghỉ. Dạ, thì thông thường thì mình đi cào mình tính mức trung bình đi. Là một ngày mình được nhiêu tiền? Thì tính được 400, 500. Tính bây giờ mình tính 500 đi. Rồi chị trừ tiền dầu nhiêu? Trăm mấy rồi. Trăm mấy rồi coi như còn 300 mấy. 300 mấy như vậy mà hai người. Thì hai người thì người có 170, 180 cho nhiêu? 178, hai chồng Sơn là làm một ngày nhiêu? Có khi 300 mấy, 400 ngàn. Tính 400 thì 200. Coi như là sạch sẽ hơn, ngon lành hơn, đẹp đẽ hơn mà tiền cũng cao hơn ha. Vậy là cứ thế mà phát huy nha. Không vô hả anh? Hơi căng ha. Bây giờ anh gỡ đầu trên ra đi anh vô cái đầu dưới trước đi, rồi anh uống cái đầu trên nó vừa bằng là vô được ha. Đó, đúng rồi đó. Ok.
Đi làm gì sao chị, con cái gửi hay sao? Cái gửi nhà hả? Mấy đứa rồi? Trời ơi. Thấy chưa, hai đứa mới có một thang gì cơ mà. Nhưng mà ở quê mình được cái là dù mình đi làm thì gửi nội gửi ngoại. Là đứa mà phải nó nhỏ nhỏ xuống anh ủa công cho học chết luôn. Học lớp mấy rồi con? Lớp học lớp mấy rồi? Năm nay 11 mà. 11 hả? 11 là đứa con lớn hả? Không lẽ anh nhỏ tuổi hơn tôi sao? Nhỏ chứ nhiều. Năm nay mới 46 hả? Lớn hơn tôi rồi. Ông nhiêu? 44 hả? À, tại vì chăn nắng nhiều bị chín tháng. Làm bữa nay là có kinh nghiệm rồi đó. Nhưng mà giờ, chừng nữa anh phải thay cái lược nha. Mua cái lược thay vô đó đó. Nó lâu hư ti bơm. Nước nó vô nó mới hư ti bơm anh đó. Ở đây là mình chỉ giải quyết cái phần ngọn thôi, cái phần gốc. Cái lược này nước nó lâu không? Nó cản bụi cản nước lên. Đà xuống. Rồi, chị lần lên giùm chút xíu chị đi em chỉ anh. Trời ơi, chưa nổ nữa trả chìa khóa nữa đó, nãy chưa nổ trả tiền nha. Giấc này chưa nổ, kệ đừng lao vô mình. Nó chứ nhớt anh về rửa sạch nha, nhớt nữa là quá chắc đó. Về tắm rửa cho ổng nha chị. Chị lưng rồi cho ổng nha. Nở 75 nha các bạn. Chưa chạy đâu. Chưa, chừng nào anh nghe bơm bập kéo ga lên, chừng nào tôi kêu chạy anh hết chạy nha. Nó đang bơm. Chạy. Chừng anh đang nghe bét nó bơm chưa? Rồi mất tiêu luôn rồi. Mất tiêu luôn rồi. Nãy đang bơm mà, anh kéo cần ga lại coi. Chắc hụt ga quá. Rồi kéo lên. Rồi tấp vô đi chị, tấp cái lái này vô đây đi. Xuống chợ giúp mới được. 17, 19 chưa cho anh trả chìa khóa nè. Rồi. Ta tấp cái lái vô đây đi. Cầm cái camera giùm anh nè. Ở đây nó không có cái chốt. Có chừng rớt. Đó, rồi anh cầm giùm anh quay nha. Đây là camera ở An Giang nha. Này là photo gì? Photobook. Photobook. Đó. Làm hình cưới khung rồi đó. Sát vô dưới này anh. Hay là bước đó luôn. Ra đây luôn sao hả? À không anh. Bước đi. Bước đi. Đó, chào mừng cái 17 la đi. Con máy quá trời mà nó gơn. Mở tay quay. Chạy hết trên đường quay vô mình. Chơi gì chơi? Nhát tao vô mình không à? Chỉ xuống đây cho anh. Ước cái gì vậy anh ơi? Ước con ăn hay gì á? À, rồi anh biết rồi. Nãy cái có ra thầy chắc thầy mất công chuyện này. Hư bơm nhớt, hư bạc cam.
hư cây cam. Hư cây cam nữa. Thôi em gửi đồ đi làm cho rồi khoảng 2 giờ về. Bao nhiêu nữa? Chắc hơn 2 triệu. Dữ rồi. Tại cái bộ hơi nó 1 triệu mấy rồi. Bộ sơ mi của tao bạc á. Chánh mới làm 3 triệu mấy em cũng làm tỷ trời. Không có đâu làm giờ thôi cho anh, đó có em. Không. Không chưa có làm cái sơ mi tao bạc không? Vàng hơi, cái bộ hơi có thứ mấy trăm nữa mà rẻ tệ lắm bè nhà chúng ta. Mới chạy vô ngon hay chạy 2 3 mùa gì nữa coi trời. Mẹ mới làm 3 triệu mấy chưa hết rồi. Cái này cái nữa rồi. Chết mình luôn. Lấy giùm anh cho giúp bà nghe chứ tôi xin phép mà đưa nè. Thì lụm ông nói chừng nào gọi ông điện em. Ủa trong có nói nữa hả? Trời ơi. Sao đi sao đi. Anh làm gọi rồi nó ủa sao gian không lấy chạy. Ê làm giùm cái bô lửa cho em luôn đi. Làm bô lửa luôn. Tại gì mà làm bô lửa? Gắn cái máy bình nước đó. Không gặp vô đây tính từ luôn phải không? Xin lỗi xin lỗi, tại không anh quên. Cái tay ga mắc dính hoài vậy hả anh? Đi hả? Ừ, tại... Nghe đi ha. Đó, chắc này giật chìa khóa nè. Cái này của anh phải không? Chính. Đây. Đây. Tới mình dò
lộn chùa phá đó nghe nãy giờ. Không quay cho chạy trời, chưa quay chạy nữa rồi lên. Chưa. Trời ơi, họ cứ nghe tao biết. Cho anh mượn đôi giày hơn à. Rồi bữa nào khoan. Quay khán giả hả? Khán giả quá trời. Đó, có là chị ngồi trước nữa đó. Rồi, nổ anh ơi. Lên ga bơm chưa? Hãy né mà được, cái này quá nhớt rồi. Nổ. Ô, quá lên. Mà sửa máy cho ông được cái máy này nó cái tự động anh á, bây giờ ở trong nó có cái ngồi lú ra gì nè, ở ngoài nó có cái ngồi để nó chịu lại, nhưng mà giờ nó anh khi mà nãy nó lên ga luôn á là cái tự động nó chặt cái cục đó luôn rồi, tại vì nó ghê quá đó. Đó, nhưng mà anh chạy được rồi, anh nói gì là cũng được. Chắc ăn thôi đó, đó. Chứ của anh là anh phải làm cái tự động này lại được em. Dạ. Coi chừng nó bị vượt tốc á, có nghĩa là bữa nào mà anh xuống gà nó không chịu xuống. Bây giờ là cái trọng lượng nó cân bằng, có nghĩa là khi anh chạy là nó rớt rớt cả vô. Anh gỡ ra anh thay cái bạc thao này nè, dưới đắp cây cốt này lại. Đó. Còn ví dụ mà nó lỡ vượt tốc anh bịt bô e cho nó tắt nha. Dặn trước vậy đó. Khi nào mà nó ra lớn vậy là bịt bô e lại. Ví dụ mà nó không xuống ga luôn á, nó bị kẹt ra. Còn thường thường là anh xô vô gì thì nó tắt rồi. Nó dặn hờ vậy đó, chứ bây giờ cái máy này không biết chỉnh sao luôn. Chỉ chỉnh nó chạy được là quá mừng rồi. Giờ đi lên. Rồi vô cho nó nhảy vô rồi. Được hả anh? Được. Rồi, đây đi. Đây đây. Tần số thì gì nè, nó chịu nổi không? Giờ bữa cái mỏ cái lù lô anh trong nó rớt luôn. Coi như là mấy anh là chạy được thì cứ chạy. Chạy chừng nào hết được là thôi. Qua thợ nó đâu sao mình nghe chỉ chứ biết sao giờ. Nhưng mà anh nên sửa lại, bắt ông sửa lại. Ô quá mừng, quá mừng. So với cái máy mình thì máy này quá ngon đúng không Giang? Ừ, quá ngon. Chạy ơi chín mà. Đó. À. Đó nhìn lên không bằng ai. Ừ. Chơi à. Với anh em mình gì là khá lắm rồi đó nha. Đó, khổ lắm. Mà nói chung là nhiều khi mà mình nói máy nào chào nói chứ nhiều khi có ngày là kiếm tiền nhiều hơn mình nha. Nhiều hơn. Có khi là ta lo có tiền. Cái máy của ta làm ra tiền, còn có cái vô tiền của máy mình là ra tiền của ta. Không luôn. Nói chừng ngày có phải chịu chịu mấy được anh. Tính mức trung bình là ngày mấy trăm ngàn mình nói chơi thôi chứ. Có khi là làm một ngày là mấy anh em mình làm 2-3 ngày không kịp không lại. Rồi làm lại mà bây giờ ra 20 mấy người. Thì mua được cái máy mới vậy? Mua được cái máy mới luôn. Máy mới giờ tới 16-17 triệu là không nói gì. Mua máy cái đĩa. Ba tay rồi. Giá 10 triệu được rồi. Thôi giờ mua máy ba tay luôn đi. Bây giờ làm nó sao kịp làm dạ. Làm cả nửa tháng trời mới có chạy được dạ. Đó là cái này cái hội là hội máy hư đó, cái người bạn là khi nên sửa máy hay là nên mua máy mới, nhưng mà em này thì nó không chịu mua máy mới tại vì phải cân vàng rồi nên nữa. Giờ cứ chạy đi, chừng nào mà nó hết tới mà giữ thì bỏ luôn, khỏi làm nữa. Tức có tránh làm mới làm chạy chưa được 10 ngày đó. Làm một năm rồi, chết năm rồi. Mới làm hôm mùa rồi nè mà ra. Mùa mà một năm rồi. Rồi một năm rồi. Tập trước Tết bộ chứ chết. Tập quay lại. Tập trước Tết bộ. Mới ra chạy được có 2-3 ngày đúng rồi, còn trước Tết. Còn một ngày thì cũng giáp năm nữa đi. Hết bảo hành rồi. Nó chơi bà máy Trung Quốc này nó qua năm mới rồi. Cũng từ lưa mới nó muốn hư rồi nó hư à. Điên đầu gà. Chứ nó này thay Xiaomi bê tông luôn hả? Thay luôn. Chứ giờ muốn thay Xiaomi không, vài bữa có thay bộ bạc rồi thay bê tông nữa hay gì chết nữa. Cái nắp nứt nữa, cái nắp này hình như là nắp đó anh Hàng phải không? Đổi đó anh Hàng nó lỡ chạy trên hòn đá là tới giờ chưa nứt nữa phải không? Ừ. Bữa nay nhờ mấy ông vừa xả nước không kịp mới nhòn nhòn bớt ha. Đỡ đi quay tới chợ hè, tao là chợ hè. À cái này là cũng bạn với mình đó nè, nhưng mà nó là đời trừ một, nó không có hai cái búa dục.
trời trừ 1, còn của mình là trừ 2. Nó giống như trời trừ 2 vậy. Ủa, chầm vô nó giữ nhớ cái sáng chiều, dở ra cái hộp ti nữa rồi chạy trời. À chạy chạy dài đó rồi chầm dầu, rồi chầm nhớ, chầm nhớ. Chầm dầu rồi chầm nhớ nữa. Rồi thôi giờ mới chạy chạy cái sáng nó ha, cái sáng nữa. Chạy rồi mình tiếp tục tại mình làm mấy cái máy kia nữa, rồi mình sẽ cho nổ mấy cái máy này rồi quay lên luôn. Mấy bạn mình coi, còn mà sơn thì nó không coi, là sơn chạy máy xăng, coi máy xăng không à. Đặc biệt máy mới, thành ra nó lâu lên tay nghề nha.